Bé Gia Khang là đứa chip đúng chuẩn của làng giải trí Việt. Từ khi sinh ra, con trai Chi Bảo và Lý Thị Trang đã có cuộc sống nhung lụa, thường xuyên được đưa đi vu vu nước ngoài. Dù chưa tròn một tuổi nhưng bé Gia Khang rất dạn dị, đáng yêu, thậm chí đã biết làm điệu. Trên trang Facebook cá nhân, Chi Bảo hài hước chia sẻ về khoảnh khắc làm điệu của quý tử trước khi đi ngủ. Theo đó, khi nghe mẹ kêu chải đầu cho đẹp trai rồi đi ngủ, bé Gia Khang đã cầm chiếc lược đưa lên đầu. Biểu cảm và hành động đáng yêu của nhóc tì nhanh chóng đốt tim khán giả. Bé Gia Khang được nhiều khán giả yêu mến bởi biểu cảm đáng yêu, tươi tắn mọi lúc. Nhóc tì sinh ra ở Vạch Đích khi có ba là diễn viên nổi tiếng, tài giỏi trong lĩnh vực kinh doanh. Chi Bảo hiện đang là ông chủ của doanh nghiệp du lịch trăm tỷ ở Côn Đảo, Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, Đắk Nông. Nam diễn viên còn sở hữu khối tài sản bất động sản và xế học khủng. Không chỉ có ba tài giỏi, gia thế của mẹ Gia Khang cũng cực khủng. Lý Thị Trang là ái nữ của một dòng họ truyền thống kinh doanh. Cô cũng điều hành một chuỗi mỹ viện nổi tiếng tại Việt Nam. Nhà ngoại bé Gia Khang hiện sống chủ yếu tại nước Anh. Vừa qua, nhóc tì có dịp sang thăm gia đình ngoại ở Anh. Qua những hình ảnh được hé lộ, có thể thấy không gian biệt thự và nhà vợ Chi Bảo cực hoành tráng, nằm ở vị trí đắc địa ở thành phố London. Có gia thế hiển hách, bé Gia Khang dù chưa được một tuổi nhưng đã được đi vu vu khắp nơi. Nhóc tì di chuyển bằng máy bay hạng thương gia, mặc toàn trang phục đắt đỏ từ thương hiệu cao cấp như Dior, Gucci hay Chanel. Những đồ chơi của bé Gia Khang sử dụng cũng được lựa chọn kỹ càng. Ngày một lớn, con trai Chi Bảo càng thêm giản dị, biểu cảm đáng yêu mọi lúc. Nhóc tì hiện đang là một hot boy đình đám, sở hữu khán giả khủng, không thua gì ba nổi tiếng của mình.